đàn Bắc Hà Trắng ngày hôm nay đã mở mắt. Nó đòi ra bên ngoài chơi rồi, không muốn nằm ở trong chuồng rồi. Hôm nay thì đã mở mắt rồi. Và nó chui vào đúng cái khe hẹp mà nó làm giữa chuồng với lại cái bờ tường. Chỗ này có lẽ là chỗ mát. Nó mát. Win ra đây đi, để cho nó chạy theo. Đó. Này mở mắt rồi, đang theo mẹ đấy. Win ngồi đấy đi, kệ cho nó đi. Cho nó gào. Gào đuổi mẹ đấy. Ra bên ngoài thì bắt đầu là dính màu bùn đất rồi. Trắng là đã bắt đầu phớt màu nước lọc. Hôm nay thì cái đuôi của nó chúng nó bông rồi. Nhìn cái đuôi của chúng nó đây. Có cái con nó vảnh đuôi đây này. Lúc nằm. Đàn này thì rất là đều chó. Nằm ở đấy giờ còn vẫn còn kêu à, nằm ở đấy vẫn còn kêu. Ôi sợ nóng. Đừng chững bước đi. Ra đây mẹ nằm đây mà. Mẹ nằm đây mà. Ra đây. Thằng nào lắm mồm đây. Ngủ quá. Nó ra nó nằm úp bụng xuống dưới đất là nó mát. Xuống dưới nền là nó mát. Mặt đẹp. Kêu là muốn nằm cùng với mẹ đấy. Ngủ nè. Hai con quay vào trong là nhìn cái đuôi này. Đuôi bông rồi đó. Đó thì nhà nhìn cái đàn Bắc Hà Trắng này thì lần trước là nó đã có chó con của cái lần trước cùng cái cặp bố mẹ này rồi. Thì nhìn cái con chó con của cái đàn trước ấy thì sẽ thấy được là cái đuôi của chúng nó ở cái tầm này. Mà cái đuôi của nó to như thế này thì là nó tương tự như là đàn trước. Và ở cái đàn cái con Bắc Hà với lại con vẹn kia, ở cái đàn cho con Bắc Hà con với con vẹn mà hai con vàng với một con bò sữa với là một con màu như kiểu là chó cô ghi ấy, thì là sẽ thấy được là cái đuôi của cái đàn đấy là sẽ là lớn lên, nó sẽ là cái đuôi rất là dày. Cái đuôi của chúng nó y xì như đuôi bọn này thôi, chả khác gì. Đó. Bọn này thì bây giờ thì nó chưa lộ cái nét mặt lắm đâu, bởi vì nó mới mở mắt. Phải khoảng con chó nó khoảng tầm 6 tuần. Tức là khoảng tầm 40 ngày, hơn 40 ngày thì lúc đấy thì mới nhìn cái nét mặt của chúng nó mới rõ nét được. Bây giờ thì vẫn là đang theo kiểu là mặt của con chó vẫn đang mặt con chó sơ sinh rồi. Chưa lộ cái các cái góc cạnh của cái mặt, nhưng nhìn nó đã thế, cái mặt nó đã có một cái độ nhìn cái nét của nó đã có một cái độ vuông rồi đó.
mới đẻ ra thì cái mặt của nó nhìn nó dài dài. Tầm này nó bắt đầu đã nhìn thấy là mới mở mắt này. Coi như là 2 tuần. Đó. Và cái bọn Bắc Hà trắng này thì là lúc nó đẻ ra là cái mũi nó rất là hồng. Gần như là mũi nó hồng luôn, nhưng mà lớn lên thì mũi nó đen dần. À, đổi màu đấy. Rồi. Đó. Con nào cũng thế. Ngủ yên rồi đấy. Ra được nằm đất là nó úp bụng xuống xuống dưới nền này là nó mát. Đây nhìn cái đuôi nhỉ. Con nó chìa đuôi ra hả? Ok, ở trong chuồng thì kêu ra ngoài này thì yên. Cho chúng nó nằm bên ngoài một lúc thôi, là lại phải cho nó vào trong chuồng. Đó. Để nhìn cái đuôi của chúng nó. Thôi ok rồi, là Queen để kệ cho chúng nó đi. Queen để kệ cho chúng nó cho chúng nó ngủ đi. Ra đây đi Queen. Thôi rồi giờ Queen này. Đây, nhìn cái đuôi của con mẹ. Đuôi của con mẹ nhưng mà đuôi này nó vẫn chưa hết lông đâu. Nó vẫn chưa phải là cái đuôi cái lúc nó đẹp nhất đâu. Thấy nhẹ vào cái là này đuổi ra đuổi bú đây này. Đó. Ra lần mẹ đuổi bú. Queen mà vào đây nằm với chúng nó thì làm gì còn chỗ? Hả? Nằm với chúng nó thì làm gì còn cội chỗ cho chúng nó nằm nữa? Đây là mũi con mẹ. Đây là nó cọ vào cái mép chuồng nó bị xước ra này. Từ hôm trước đến hôm nay mà bôi thuốc rồi này, cứ liếm hay sao mà đến từ hôm trước đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Cái vết nó nhỏ quá cho nên là bôi ít hả? Cho nên nó vẫn chưa khỏi hả? Thôi được rồi, nằm xuống đấy đi. Nằm xuống đấy đi. Để kệ cho bọn con nó nằm ở trong kia nó ngủ đây. Nó nóng. Nhiệt độ thì nó không cao, nhưng mà nó là nắng đầu mùa, thành ra là nó nóng, cho con nó nóng. Giờ này là 6 con cái, 2 người dạng rồi. Nhưng mà để mà chọn thì bây giờ chưa chọn được. Nếu mà có chọn nên là chờ các con chó con nó 6 tuần thì lúc đấy thì chọn. Chứ bây giờ mà ai mà chọn được thì cũng chọn cũng chả đánh dấu, không đánh dấu thì chả biết được. Bởi vì nó còn thay đổi lắm. Nhưng mặt bây giờ nó đang còn đang mặt của con chó sơ sinh thôi. Chưa có nét để mà nhìn, để mà phân biệt được chúng nó với nhau. Bởi vì nó đều trắng, nó giống nhau cả. Đuôi đó. Cái đuôi. Rồi, lúc ở đấy quay vào trong cho nó đỡ bị quáng. Quay vào trong ngủ cho đỡ quáng. Chân trắng hồng luôn.